huyện Trịnh Xuân Thanh. Cái ông Lê Trung Khoa đó là ông viết cho tờ báo Thời Báo. Vâng. Thời Báo ở bên Đức á, thì ông này là ông được nhà nước cho đi. Nói rằng là chỉ cho đi á thì cho nó lịch sự, chứ ông bị tống xuất những cái kiểu nhớ như kiểu mà điêu cày Tạ Phong Tần này kia đấy. Ông đi qua bên đó, ông đi làm cho tờ báo Thời Báo. Ông này cũng giống như là Trương Quốc Huy ở đây đó, cũng bị nhà nước tống xuất. Trương Quốc Huy là một cái thằng bị tù về tội hiếp dâm con nít đấy. Thì bây giờ đó xưng là Việt Tân rồi vận động rồi được đi qua đây làm truyền thông. Thì anh Lê Trung Khoa này cũng vậy, toàn là bịa đặt, Tạ Phong Tần cứ bịa đặt ra chuyện để mà kiếm ấy. Tôi nói thật, ông Ngô Kỷ ông hay vậy mà ông nó ít ra nó còn có liêm sỉ hơn những cái người này. Thật sự Nguyên Kỷ ấy, cái vấn đề mà người Ngô Kỷ họ không thích Đảng Cộng sản ấy, cái quyền của ông ấy. Nhưng giống như lúc nãy ông chống Nguyễn Hòa, Phạm Hoàng Bắc chống là ông chỉ đòi để cái lá quốc kỳ lên như nó thôi. Tại vì ông có cái lý của ông, ông bảo tại vì cái chỗ này của tiền của Trung Cộng hay sao mà không dám để. Nhưng mà thật sự rằng bây giờ bác coi lại, có một cái chợ nào để cờ? Chợ ông lên Nguyễn Minh Chiêu cũng không còn nữa, chợ Sài Gòn mới đó cũng không để cờ nha. Chỉ còn một cái chợ là chợ Á Đông ở trong cái chỗ mà khu mà Asian Garden Mall đó. Nhưng mà nó mánh lắm, buổi chiều mặt trời nó chiếu vào. Thành ra hai cái mảng đó anh ấy làm hai cái lá quốc kỳ, một lá quốc kỳ Mỹ, lá quốc kỳ Việt Nam, thế là che luôn mặt trời. Nó là mà cộng đồng Việt Nam mình không biết, nó là cái mảnh cửa sổ. Vâng. Thế thì bây giờ đó là bây giờ phải bắt nó thay, tại vì nó bạc màu rồi. À, đúng, bác nói bây giờ nó không phải là cái màu cờ của Việt Nam mà nó bạc màu rồi, thì Ngô Kỷ lên sơn lại. Đây thì bây giờ là có việc cho Ngô Kỷ làm, là bởi vì bác thấy rằng á, cái mà cái nhà hàng mà của ông Biểu Lộc á, cái nhà hàng Seafood World của Bảo Lộc á, cờ không những bạc màu, nó còn cái là rách nữa, rách tả rách tơi nữa, giống như cái thằng ăn mày đó cũng không theo. Mà cái cộng đồng này nó cũng chẳng ai để ý hết, miễn sao nó có cái lá cờ nó bay là được rồi, nó không cần biết cờ mới cờ cũ hết. Mà cái nguyên tắc là những các cái nhà hàng nó mang tính cách quốc tế đó thì nó treo cờ nhiều nước lắm. Đúng rồi, ra nhiều nước chứ phải gì giống Việt Nam mình. Thì nó treo cái cờ đó để các ông các bà chống cộng đây không có hiểu, nó treo để cho các ông các bà tới trả tiền cho nó, chứ nó đâu có làm cái gì. Đấy, chứ đâu phải là đâu vì nó yêu nước Việt Nam đâu. Đấy, nước Việt Nam còn đâu nữa mà yêu. Xin lỗi, là cái Việt Nam Cộng Hòa còn đâu nữa mà yêu. Thế rồi cái tại sao ông Nguyễn Minh Chiêu ông treo xưa nay bây giờ ông dẹp hết, ông treo mỗi một cái lá quốc kỳ Mỹ thôi, được tất cả các cái chợ khác giờ đều không có treo các cờ Việt Nam, chỉ còn cái chợ Á Đông thôi. Đấy, thì cái chuyện mà các ông cứ suốt ngày cái đặt cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa, mình nói chuyện là cũng hai tiếng cái mắt. Nhưng bây giờ còn một cái vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh này, ông Lê Trung Khoa tuần vừa rồi ạ, lần trước mình đã nói rồi, ông bảo ông đi ra của tòa án này, nhưng mà ông đâu được vào đâu, ông đứng đằng trước mà ông dám phán quyết là bây giờ là tòa án Bộ Tư pháp Đức rồi triệu tập cái rồi lại cắt đứt băng giao rồi đưa cái vụ ông Trịnh Thanh Xuân ra tòa ra về trở lại Đức. Xong rồi cái ông thấy hố, tại vì cái vụ đó nó không nói gì vấn đề ông Đức, ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng mà nó nói về một người khác, nhưng mà có liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, và cái ông đó là một thương gia. Anh ấy bịa ra cái chuyện Slovakia, tức là một cái nước mà cũng ở Đông Âu, thì nghe nói rằng là ông Trịnh Xuân Thanh được đưa qua bên Slovakia rồi từ đó mới đưa về lại Việt Nam. Vâng. Đấy. Mà có cái ông có một cái ông giám đốc công an lợi dụng cái tình hữu nghị. Dạ, tình hữu nghị. Ông đứng đó để mà chỉ huy. Tô Lâm á. Tô Lâm đó. Đấy, Tô Lâm bộ trưởng á, ông đi lại lợi dụng tình hữu nghị đi qua để che mắt đấy. Bữa nay đó thì Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời thẳng luôn, chúng tôi không có
bắt cóc một người Việt Nam nào, và ông Trịnh Thanh Xuân đi qua bên Slovakia, và bên kia họ họ báo rồi, họ báo tuyên bố rằng là câu hỏi chúng tôi chờ đợi cả tháng nay. Đấy. Nhà nước Việt Nam rất là khôn, để cho các ông cứ thổi phồng lên dư luận, lên đánh lên đó, đùng cái họ lên tiếng thì các ông bị hố. Cái ông Lê Trung Khoa này là chuyên môn đó, làm những cái nghề là gọi là, nhưng mà khi mà ông bị hố rồi á thì người ta xin lỗi đi để chứng tỏ mình là cái truyền thông đứng đắn, thì nó làm giống y chang ở đây cái đài Little Sài Gòn Radio hoặc là các tờ báo này kia đấy này kia. Họ là luôn luôn nói chuyện xài, Vi Anh nói bậy nói bạ, Huy Phương nói bậy nói bạ, nói xong một cái người ta hỏi ra nó cười hề hề. À, thì cái chuyện ấy, cái lầm lỗi báo chí là bình thường, đồng ý là lầm lỗi nhưng mà phải xin lỗi chứ. Thì cái chuyện ông cái hôm nay nói chuyện cho bác hôm nọ, tại vì bác hỏi cái vụ ông Trịnh Xuân Thanh, thì bây giờ rõ ràng cái chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình đâu, mà sao lúc nào mình cũng xía vào, mình đòi thế này đòi thế kia. Cũng như cái chuyện mà ông Trịnh Vĩnh Bình cũng vậy, Trịnh Vĩnh Bình giờ đó ông đưa ra cái tòa án hòa giải, tự mình để cho tòa án hòa giải có một cái quyền, không hiểu cái tòa án hòa giải là cái gì, dốt ngu và tư pháp mà lại còn bày đặt cái là xía vào chuyện người khác, biết thì chưa tốt mà không biết địa cột mà nghe. Tôi là người phân tích cái vụ Trịnh Vĩnh Bình, thế rồi im hết, mà cũng có được nhà nước Việt Nam cho một đồng bạc nào đâu, bảo Nguyễn Phương Hùng nó được tiền nhà nước Việt Nam nếu biết về Trịnh Xuân Thanh mê Trịnh Vĩnh Bình khổ như vậy, toàn là bị mang tiếng thôi.